cửa hàng đồ câu Femax xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cửa hàng đồ câu Femax xin giới thiệu cho các bạn một mẫu cần của Cutline. Mẫu cần này thì anh em có thể vừa câu ngâm và vừa câu lua đều được nha. Thì cái cây cần này thì bên em có hai chiều dài, đó là 2m4 và 2m7. Thì thu gọn lại của cây cần này là 1m24 nha mọi người. Thì cái trọng lượng của này là 300g. Thì em đi chi tiết cây cần này nhá. Ở đây, cái cán cần thì nó được làm bằng chất liệu bằng gỗ nha. Cầm thì nó rất là sạch sẽ, cán gỗ thì nó sẽ sạch sẽ hơn cái dạng mà cán mút nha. Thì đây là cái bát máy này. Chất liệu của cây cần này bằng carbon nha các bạn. Khoen thì dòng khoen thường nhá. Đây. Nó được thiết kế với dạng khoen thường nhưng mà nó pha chút màu vào thì nhìn rất là đẹp. Này là thuộc dạng cần rỗng nha các bạn. Nào, từ đây thì em sẽ đi xem. Đầu bu có chống xoắn. Cái đọt thì tầm 2.8 ly. Đọt 2.8 ly nha. Đây là em đi thông số cho các bạn xem luôn. Là cái trên tay em đây là cây cần 2m4. Tải mồi là 100-120g. Còn độ tải cá thì cây này có thể chịu được tải cá 8kg đổ lại. Nói chung là mẫu cần này ở bên em bán rất là chạy, bởi vì là chất lượng rất là tốt và nhìn nó cũng rất là đẹp nữa. Với giá cả là cũng chỉ dưới 1 triệu thôi, nó rất là đẹp, không có quá là cao. Đây, cái này nó đặc biệt ở chỗ đó là ở chỗ tay cầm á, nó được làm bằng chất liệu bằng gỗ nên rất là sạch. Ở phần đế này thì nó có in cái logo của Cutline nha. Thì với cái mẫu cần giá rẻ như thế này á mà tải cá được phải lên đến tận 8kg á. Và đây là cây cần 2m7. Thì cái này nó tải mồi cũng là 100-120g, cũng giống cái cần 2m4 nha. Về trọng lượng thì em này 310g. Về thiết kế thì nó cũng giống cây 2m4 thôi. Mẫu cần này rất là đẹp. Anh em nào mà có quan tâm đến mẫu cần này á thì để lại giúp em cái số điện thoại ở bên dưới video, thì nhân viên bên em sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn. Hoặc là anh em có thể ghé cửa hàng tại 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh em đã quan tâm đến video của cửa hàng đồ câu Femax. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.